Chào mừng tất cả các bác đến với kênh Trăm Cây Đẹp ạ. Hôm nay thì em sẽ lên một cái video giới thiệu cho các bác những cái mẫu sản phẩm cần thiết nhất hiện nay để cho các bác trăm cây sau cái đợt ngập lụt, lũ lụt vừa rồi các bác nhé. Đầu tiên các bác dùng cho em cái dòng truyền dịch. Truyền dịch là một mẫu sản phẩm cung cấp dinh dưỡng cho cây một cách nhanh nhất và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng nhất cho cây. Hiện nay thì cây đang ở trong cái tình trạng là sau ngập úng rồi. Thì các bác cần phải cứu cây. Thời tiết đang nắng lên dần thì các bác cứu cây cho em. Dù cây nào mà đang bị trong cái tình trạng là bị đổ ngã hoặc là cung cấp dinh dưỡng không hệ rễ cây chưa phát triển, chưa cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây thì các bác dùng cách là truyền dịch cho cây ạ. Mẫu này thì là cái mẫu phổ thông nhất bên em đưa đến cho các bác với giá chỉ có 150.000 đồng thôi. Nhưng mà nó sẽ cứu sống của cây nhà các bác. Những cái cây có giá trị kinh tế cao này, cây sau bị hạn hán này, cây sau bị đổ ngã ấy, thì các bác dùng cho em cái mẫu này nhé. Còn ngoài ra là bên em sẽ còn có nhiều mẫu khác để đưa đến cho các bác, hàng nhập khẩu, hàng giá thấp hơn hoặc là giá cao hơn em đều có các bác nhé. Hãy liên hệ với bên em qua đầu số ở trên màn hình đấy ạ. Thì bên em sẽ tư vấn cho các bác những cái mẫu mà phù hợp với cây trồng nhà các bác nhé. Và tiếp theo thì các bác dùng cho em cái mẫu này. Đây là cái dòng chống thối rễ kim cương ạ. Cây nhà các bác mà đang bị ngập úng nhiều, đang bị tình trạng thối rễ thì các bác sử dụng tưới cho em cái dòng này. Đây là dòng cao cấp nhập khẩu từ Trung Quốc các bác nhé, hàng nội địa Trung đấy ạ. Với cái mẫu này thì các bác cứu cây cho em, sử dụng tưới hạn chế bị thối rễ đấy ạ, rất là tốt luôn, giá sẽ là 200.000 đồng. Và bác nào mà đang cần sang đến cái dòng kích rễ cao cấp hơn thì các bác dùng sang cho em cái mẫu này nhé. Em sẽ có cái dòng Biorot 011 ạ. Mẫu này thì nó đang là cái mẫu sản phẩm kích rễ hữu cơ cao cấp để đưa đến cho các bác sử dụng trăm cây. Em sẽ có dung tích 20ml với giá sẽ là 30.000 đồng. Còn dung tích này là 50ml, giá là 80. Đây là dung tích 100ml này, để cho các bác sử dụng trăm cây. Nếu như mà cây nhà các bác dùng ít cây, trăm ít cây hoa cây cảnh thôi thì các bác dùng những cái lọ nhỏ này. Còn nếu mà bác nào mà đang dùng trăm cho nhiều cây thì các bác dùng sang cho em cái lọ to này ạ. Lọ to này thì sẽ là 473ml, tương đương với là 500ml các bác nhé. Giá rất là hấp dẫn để đưa đến cho các bác, khoảng 380k. Còn đây là cái mẫu cao cấp hơn, dùng nhiều hơn thì các bác dùng cho em cái mẫu này 1 lít, giá sẽ là 750.000 đồng. Em bao ship các bác nhé. Và bác nào mà đang cần đến cái dòng chuyên dùng cho cây công trình đấy ạ, thì đây là cái dòng kích rễ ZI ạ, 500g một gói, cũng là kích rễ chuyên dùng cho cây công trình này, chuyên dùng cho cây công trình, cây cảnh bị ngập úng nhá các bác nhá. Kích rễ rất là tốt cho cây trồng. Còn phía bên này thì em sẽ có đầy đủ tất cả các mẫu keo liền sẹo của Mỹ Tiến. Một lọ nhỏ này với giá chỉ có 25.000 đồng thôi. Thì các bác đã sử dụng được quanh năm nếu như mà bác nào chăm ít cây. Còn bác nào mà chăm nhiều cây thì mình sang sử dụng sang cái lọ to này cho em ạ. Với giá sẽ là 60.000 đồng các bác nhé. Keo Mỹ Tiến hồng 60.000 đồng. Còn bên phía bên này thì em sẽ có cái keo màu xám ạ. Keo màu xám này thì em cũng có lọ nhỏ và lọ to các bác nhé. Lọ nhỏ em đưa về cho các bác với giá sẽ là 50.000 đồng. Còn lọ to thì sẽ là 100.000 đồng để cho các bác sử dụng và bôi liền sẹo cho cây các bác nhé. Em sẽ có cái lọ to ở phía bên dưới cơ. Còn đây là N3M. N3M siêu da rễ cực mạnh để cho các bác trăm cây. Hàng chuẩn chính hãng từ công ty Phú Lâm các bác nhé. Em sẽ có lọ nhỏ là 100g 30.000. Còn lọ to này thì sẽ là 110g với giá 500g với giá là 110.000 đồng các bác nhé. Sử dụng kích rễ cho cây rất là hiệu quả luôn. Và qua phía bên này thì em có tất cả các mẫu phân thuốc để trăm cây trồng. Em sẽ lên cho các bác, đây là dòng siêu mật chồi và đọt ạ. Siêu nở gốc, một cái combo mà các bác trăm cây rất là quen thuộc rồi. Và nó đạt cái hiệu quả cực kỳ cao luôn các bác nhé. Đây ạ, siêu nở gốc, siêu mập chuối và đọt là một cái combo mà các bác trăm cây không thể nào bỏ qua các bác nhé. Trăm cây mai, cây cảnh, cây bonsai, cây ăn trái, cây trồng công nghiệp cũng đều sử dụng được. Một combo này em đem đến cho các bác với giá là 300.000 đồng. Và bác nào mà lấy ít hơn với số một lọ thôi thì sẽ là 150.000 đồng và hỗ trợ phí ship giúp em các bác nhé. 300k một cặp đôi là em sẽ bao ship cho các bác đấy ạ. Một mẫu sản phẩm rất là cần thiết, giúp cây đâm chồi mạnh, nhũ đọt nhiều, con đọt khỏe, mập đọt, mập chồi, tốt lá và xanh lá. Còn siêu nở gốc này thì sẽ là dòng chuyên dùng để giúp cây to nở gốc nhé các bác nhé. Hạn chế héo rũ ngủ ngày, thối, dễ thối gốc khô thân. Còn phía bên này sẽ là những cái dòng đạm cá hồi đậm đặc các bạn. Đạm cá hồi đậm đặc này thì sẽ là 120.000 đồng. Còn phía bên kia, bên trong này thì sẽ là cái dòng kích rễ của Mỹ nhập khẩu luôn các bác nhé. Cái này thì chuyên dùng cho những cái cây trồng ở vùng đất mà bị thiếu dinh dưỡng đấy ạ. Thì các bác dùng cho em cái mẫu đó. Phía bên này thì em sẽ có Mancozinc,
Một là dòng cung cấp trung vi lượng cho cây trồng ở dạng dễ hấp thu, giúp cây biến vàng thành xanh, hết vàng lá, không còn hiện tượng chín sớm cho cây nữa. Giá sẽ là 180.000 đồng các bác nhé. Và phía bên này em sẽ có cái mẫu sản phẩm là siêu lân kẽm magie ạ. Một mẫu sản phẩm giúp cho các bác chăm cây trồng, giúp cây sung dễ khỏe, xanh lá, biến vàng thành xanh, giúp cây đẻ nhánh nở bụi và giúp cây ra đọt nhanh, mập đọt, mập thân, mập cành. Với giá sẽ là 200.000 đồng. Đây là cái mẫu mới nhất của công ty Trường Phát đây các bác nhé. Rất là hiệu quả luôn, dung tích của nó sẽ là 1 lít. Ngoài ra thì bên có tất cả các mẫu phân bón chăm cây hoa mai. Và phía bên này thì em sẽ có đất Nhật các bác nhé. Đất Nhật Akatama có đủ size cho các bác lựa chọn từ SS, SML. Ở đây thì một bao của nó sẽ là gần 10kg. Và em đưa đến cho các bác với giá là 300.000 đồng bao phí ship luôn. Bác nào mà cần cái size đất bao nhiêu thì nhớ liên hệ với bên em nhé. Và dòng Manco xếp xanh, một dòng sản phẩm đặc trị nấm bệnh phổ rộng, rất là hiệu quả với giá chỉ 30.000 đồng thôi, nguyên liệu nhập khẩu từ Ấn Độ các bác nhé. Và đây là Nano Bạc. Nano Bạc thì chuyên dùng cho các bác sử dụng, giúp cây đặc trị thán thư dị sắt, đồm lá, thối nhũn, héo rũ và chết cây con. Là một cái mẫu sản phẩm chế phẩm sinh học nhưng mà mạnh hơn cả chất hóa học nên là dùng rất là hiệu quả các bác ạ. Với giá chỉ có 50.000 đồng thôi. Và dòng Anchaco ạ. Anchaco thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm cung cấp dinh kẽm, là dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng. Với giá chỉ có 65.000, theo em để cho các bác là 60.000 đi. Thì giúp trừ bệnh cho cây rất là hiệu quả, nó sẽ bảo vệ cây bằng áo giáp kẽm luôn các bác nhé. Và em sẽ có LS80. LS80 thì nó sẽ là keo tạo mầm, tạo chồi, kích kỳ, cho cây rất là tốt. Mình muốn kích mầm chồi ở vị trí nào trên thân cây thì các bác dùng cho em cái mẫu này cho em nhé. Sẽ là 80.000 đồng một gói lọ thôi. Và các bác xem này, một cái đại lý của bên em thì rất nhiều các mẫu sản phẩm, nên là các bác cần tham khảo hoặc là cần sử dụng mẫu sản phẩm nào thì các bác liên hệ với bên em nhé, với số điện thoại trên màn hình đây ạ. Và nhớ là follow đăng ký kênh của em để cập nhật được thêm rất nhiều những cái mẫu sản phẩm mới của bên em ạ.